Anh kêu thịt heo hả? Thịt heo nướng hả? Thịt heo nướng, cơm, salad, nước sốt. Đó, mềm nè, rồi, đi ăn anh ngay. Rồi, cho đi ăn anh ngay. À, on mange, Liam? Tu manges du riz? Cái nhà anh nha. Em mới người ăn ngon á. Có menu đi con. Yeah, anh đi mà. Ngồi viết thực thi là gì á? Chịu quá. Vô cầm xa. Oh no. Thịt nướng ui salad. Thịt nướng. Ui cá nướng. Thôi thịt nướng. Thịt nướng nên cá hay trong quốc sẽ nhìn ở bên này. Sẽ không có cơ gì cả. Y'a mis bois? Tu en as une tout, hein? Ouais. Attention, ça pique le coca. C'est bon? C'est bon? C'est très bon, hein? Encore? Okay. On va tout manger, tu vas voir. On va manger, hein? Oui, hein? Oh, attention, hein? Monsieur et madame, attention, hein? Con hai người ta chứ, con đừng làm vậy chứ hai. Oui. Wow, đồ ăn tới rồi đây. Có thể chín này có cơm. Có gì vậy? Ça c'est le riz, cơm hả? Cơm hả? Có cơm nè, đây thịt cừu. Mình ăn thịt cừu, salad. Nước sốt ra uống. Để papa là ưu tài của nó. Cho Liam. Wow. Đó, Liam chuẩn bị leo tây. Cho nó là gen anh, cho bỏ gen vô cho nó chậm nhiều á. À, oui. Tiens, on lave les mains sur la bouche. On met du gel. Liam, on met du gel. Oh, le gel de monsieur Liam, regarde. Oui, Liam, rửa tay xong rồi ăn. Là, regarde. Oui, 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 rửa tay xong rồi ăn con. On met du gel, hein. Rửa tay xong ăn. Oui, hein. Tiens, c'est bon. Allez, frotte les mains. Oui, très bien. Aïe. Allez, frotte les mains. Rồi. Yeah, c'est très très bien. À, đồ ăn tới rồi đây. Đó. Cái này là thịt củ cây, cái này là thịt heo. Này thịt heo. Thịt heo nướng. Thịt heo nướng. Cái này là thịt củ nướng mà cây. Này thịt cừu nướng. Anh ăn cái nào? Anh thêm thịt heo mà. Cái nào cũng được, cái này cây á. Muối cây rồi, em có muối không? Đưa em lên cây cho. À, nước sốt vô tay người ta bôi vô cái này. Cầu cây nè, cơm nè, có salad, nước sốt và uống. Ở đây có một chén nấm. Vậy, nấm trong nước sốt. Ba ba là anh kêu thịt heo hả? Thịt heo nướng hả? Thịt heo nướng, cơm, salad, nước sốt. Đó, mềm nè, rồi, đi ăn ngay. Rồi, cho đi ăn ngay. À, on mange, Liam? Tu manges du riz? Cái nhà anh nha. Em mới người ăn ngon á. Em là người được ăn đầu tiên không phải hay chăm hệ đó. Em review này chắc mới không biết bữa này. Chắc là em.
sáng đi dám chú hít. Đi giữa của ba hấp dẫn quá. Hay vậy, hấp dẫn. Ăn cái này lâu ngày ăn thịt cừu cũng được. Alex, anh tu cái nhanh thích nướng nha, thích heo nướng nè. Ngon chờ kích chứ. Ngon á. Thích legume cũng ít ngon mà cái thích này ngon nhiều á. Vì em ăn legume không? Em ăn cà rốt. Mày no vậy? Thịt heo ngon anh? Thịt heo ngon lắm rồi. Tôi gọi anh chút. Quê. 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 Thế giờ cho ba anh miếng. Mì cấp bè. Anh có nước sốt hả ba? Quê. Sốt dầu thì cũng ngon á. Không phải gu dầu đâu. Gu ai á? Ai. Chờ. Cho ba anh lấy mẹ người miếng. Con nước sốt nấm với lại cái gì không biết. Je ne sais pas, mais c'est très bon. Ngon. Liam review anh nhé. Cho Liam em. Ngon không? Đó, mỗi lần Liam ăn ngon là gật đầu vậy đó. Tìm gái xinh hả? Ừ, Liam hả? Anh tìm hay nó tìm? Anh có rồi. Có rồi đâu? Ở dưới mặt mình nè. Gái xinh đâu mà gái xinh. Champignon ngon á. Em thấy yêu quốc cũng không phải vui dỗ đâu. Vui giống như nước sốt hay vậy. Vui. Đúng không? Người ta nói yêu quốc. Vui. So nước sốt yêu quốc so lắm. Thật không phải. Mình cứ gà chứ gì cũng được á. Này, cho 3 miếng thịt cừu. Rồi, trong cúp là một chế tăng chỗ này nhé. Ok. Này, cho Ly ăn này. Cho. Này, một chế bú cho mẹ. Mày xin chồng. Wow. Chứ chị tên Ly ăn nữa. Ly ăn giỏi lắm. Cái gì Ly ăn mới cũng được hết đó. Thì có được thịt cừu cây đây, sợ Ly ăn được. Mấy đồng kêu thịt cừu cây, thịt cừu cừu không cây á. Có không? Và mình tăng miếng xô nước sốt dầu hoặc có đồ cũng có nước sốt dầu hoặc xô lắm nên trong chú chịu em cái này cây á anh cứu một cái cây sổ đi em không được. Mày thích này mềm cạo ra suốt làm sao á một chút xuống rồi ăn được. Ok, mấy món cho anh này, ăn thịt này, thịt cây này. Thịt ngon nè. Wow, ngon quá hả? Ngon ghê hả? Đấy. Thịt có ngon hả? Ngon quá. Lần đầu đi ăn đi ăn nhà hàng. Ngon quá hả? Anh đút thịt hay là ăn cơm? Gì vậy? Ok, thì em cho cơm nha. Không chưa con? Anh lên. Thịt lách ở đây cũng mát. Trong tên miếng miếng thịt cho nó hả? Mình
Hồi nãy ba không kêu khoai tây nên tao đi ăn này. Rồi. Cục chiếu hả? Rồi nó ăn quay mình nữa. No. À, có cả chuẩn bị tên cho nó làm tay không còn nhắn nữa. Hả? Vô mát mát. Dạ mát mát, vô đây là mưa đã luôn á. Vô mát là vô mưa. Dạ mát mát, vô đây là mưa, chút nữa là ăn xong rồi chạy. Bà có một cái dù. Cái dù hả? Trong ba lô của trong á, vui 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 hết. À. Gửi vô ta. Thì trong khi làm việc thì bà lô này nước nổi cũng có cái dù ở bên trong. Tại không bao giờ biết. Em thích ăn mà em thích cười giống bông đá. Thích nhìn gái. Thích nhìn gái đẹp. Như kia biết. Muốn rầy, thấy rầy. Hả? Nguyệt. Ok. Không vậy chị ai thấy mỹ cái xe đi em. Hoa cái tay. Vô hiểu à. Ngon không? Ngon đúng không? Này hai ba mẹ dẫn đi ăn đi, em ở đâu? Lau tay hả? Ăn tươi xong rồi lau tay. Còn anh ăn cho hết. Chào anh em. No được không? No không? Chú đứa xe. Kêu đứa xe đi. Nếu không thì có cheesecake. Cheesecake là quả cheesecake. Cheesecake này là giống như Oreo mà cheesecake. Và giống như sinh nhật của Liam người ta làm cheesecake. À. 6 euro. La glace 6 euro rủ. Nếu không thì tarte aux pommes. Em no rồi, em không có ăn đứa xe nhà. Anh kêu đứa xe ăn đi. Kêu đi, kêu cái gì chọn anh thích. Lấy đi, kêu đi. Này các bạn là cheesecake. Cheesecake là giống như một bánh ngọt phô mai. Hấp dẫn không các nha. Cái này cũng có một kem ngọt ngọt là gì, xong thì gì vậy bố? Em không biết nữa, kem gì rồi. Allez, Liam ăn tủ hả? À, cho con không ăn ở đây xe đó. Allez. Mình ăn no rồi. Cheesecake, Liam. Mình ăn no rồi, không có ăn kem, ăn bánh ngọt được nữa. C'est bon hả? No quá trời no. No review sao bố? Chắc vậy anh cái bánh ngọt phô mai với cái là kem á. Kem đi, bánh này chắc người ta làm cũng ngon hả? Tại người ta làm không phải nhà máy làm nên chắc cũng ngon. Ngon không anh? Ừ, cách nhau em làm ở trong vô ý làm các nhà lắm. C'est très différent. Đây sếp làm mà biểu không? Nói hay. Người ta sếp người ta làm, người ta mở nhà hàng. Em làm được ngon cơm sáng thì mở nhà hàng rồi. Em làm cũng ngon lắm. Mày lại chua bút khác nhau, cái này có bút chua. Người ta bố gì vô chua? Khi thông. Quy vừa béo, vừa ngọt, mà vừa chua. Hả đúng không? Ngồi. Ngồi gì? Em coi em. Oh, cheesecake. Cái bánh này cái gì mà nó cũng loại lấy người ta làm cái bơ cứng 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 mà giống như con gái ở Ý bữa làm tặng mình á. Ngồi. Thì em làm bánh ngọt Oreo. Cũng tung mình không canh lâm này cũng cứng tại vì cố cũng cũng vui kinh nhanh rồi. Này cái đây nó cũng cứng mà cái này làm cái gì nó ngon. Cũng bánh nhưng mà bánh gì khác. Tết bò với amanda. Giống như em a little tay bọc amanda. Ui. Anh lại không? Ui. À chắc đi em. Chắc. Ăn rồi xong rồi cánh cả nhà ơi. Nó à. Anh
ăn xong rồi nó ba.